Tình hình thế giới khu vực chuyển biến nhanh, phức tạp, trong khi hợp tác APEC ngày càng mở rộng. Do vậy, các bộ ngành cần chủ động phối hợp chặt chẽ với nước chủ nhà APEC 2015 là Philippines và APEC 2016 là Peru, cũng như Ban Thư ký APEC quốc tế để chủ động đóng góp vào các quan tâm chung. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại phiên họp toàn thể lần thứ 2 của Ủy ban Quốc gia APEC 2017 diễn ra vào ngày hôm nay. Phó Thủ tướng đánh giá cao lãnh đạo các bộ ngành, thành phố đã sát sao chỉ đạo, xác định và triển khai đồng bộ các đầu việc lớn, giữ đúng lộ trình chuẩn bị cho APEC 2017 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nhấn mạnh, APEC 2017 là một trong những sự kiện đối ngoại quan trọng nhất trong tiến trình hội nhập quốc tế của nước ta. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ban ngành, cơ quan, địa phương cần nỗ lực cao nhất đảm bảo thành công của năm APEC 2017 trên tất cả các mặt nội dung, cơ sở vật chất, tuyên truyền, văn hóa, lễ tân, an ninh, y tế. Phó Thủ tướng cũng đề nghị trong 2 tháng cuối năm, các thành viên của Ủy ban Quốc gia cần đẩy nhanh chuẩn bị và hoàn thành chương trình công tác năm 2015, vận động các nền kinh tế thành viên APEC ủng hộ và phối hợp với Việt Nam chuẩn bị cho APEC 2017. Đêm qua, theo giờ Việt Nam, tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại thành phố New York, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 70 đã bỏ phiếu bầu 18 nước thành viên mới của Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên Hợp Quốc ECOSOC, nhiệm kỳ 2016-2018. Việt Nam đã trúng cử với số phiếu cao là 182 phiếu trong tổng số 187 phiếu và sẽ chính thức bắt đầu đảm nhận nhiệm vụ thành viên ECOSOC từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 tới đây. Những nhiệm vụ quan trọng nào mà Việt Nam sẽ thực hiện trong thời gian tới? Ghi nhận của nhà phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại New York, Mỹ. Hội đồng Kinh tế Xã hội ECOSOC là một trong 6 cơ quan chính của Liên Hợp Quốc, được giao trách nhiệm giải quyết các vấn đề quốc tế về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, nhân đạo. Lần trúng cử này của Việt Nam được diễn ra vào thời điểm quan trọng khi mà Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa thông qua chương trình nghị sự phát triển bền vững tới năm 2030 tại hội nghị thượng đỉnh tháng 9 vừa qua. Chính vì thế mà bạn bè quốc tế kỳ vọng nhiều vào những đóng góp của Việt Nam trong thời gian tới. Năm nay và sang năm sẽ là thời điểm rất quan trọng đối với ECOSOC trong việc thúc đẩy các quốc gia thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, cũng như thực hiện việc giám sát phân bổ ngân sách cho các dự án phát triển. Tôi tin Việt Nam sẽ có những tiếng nói quan trọng cho cả hai vấn đề trên với tư cách là đại diện cho các nước đang phát triển. Đại sứ Nguyễn Phương Nga, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cho biết, để đảm nhiệm tốt cương vị thành viên của ECOSOC, Việt Nam càng cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng, thường xuyên trao đổi, tham vấn với các nước có những đóng góp thiết thực nhất vào hoạt động chung của ECOSOC. Tham gia vào trong ECOSOC, chúng ta đóng góp ý kiến vào việc nâng cao hơn nữa cái hiệu quả, cái chất lượng của các cơ quan trong hệ thống phát triển của Liên Hợp Quốc, góp phần làm cho cái hoạt động hỗ trợ của Liên Hợp Quốc đối với các nước thành viên ngày càng được hiệu quả hơn nữa. Thế và chúng ta cũng sẽ tổng kết các cái kinh nghiệm để giúp cho các nước có thể thực hiện được một cách tốt nhất cái chương trình phát triển đến năm 2030 vì sự phát triển bền vững. Việc Việt Nam vừa được bầu làm thành viên của Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên Hợp Quốc ECOSOC rõ ràng là có một ý nghĩa rất quan trọng đối với đất nước chúng ta, bởi nó thể hiện cái sự tín nhiệm cũng như là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những cái thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong cái việc xây dựng và phát triển đất nước, cũng như là những cái đóng góp của Việt Nam vào Liên Hợp Quốc trong việc xây dựng một thế giới ngày càng tiến bộ và tốt đẹp hơn. Trần Hà, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam đưa tin từ trụ sở Liên Hợp Quốc, New York, Mỹ. Như vậy là Việt Nam đã chính thức trở thành một trong 18 nước thành viên mới của Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên Hợp Quốc ECOSOC nhiệm kỳ 2016-2018. Ngay sau khi sự kiện này diễn ra, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trả lời phỏng vấn phóng viên Đài truyền hình Việt Nam để làm rõ hơn ý nghĩa của sự kiện này. Xin Phó Thủ tướng cho biết là ý nghĩa của việc Việt Nam được bầu làm thành viên của Hội đồng Kinh tế Xã hội của Liên Hợp Quốc và là thành viên của ECOSOC thì Việt Nam có thể có những đóng góp như thế nào vào hoạt động của cơ quan này? Việt Nam mới được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu làm thành viên của Hội đồng Kinh tế Xã hội nhiệm kỳ 2016-2018. Thì đây là cái sự thể hiện đánh giá của cộng đồng quốc tế đối với vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và đặc biệt là đóng góp của Việt Nam trong các lĩnh vực về phát triển kinh tế xã hội, phát triển đất nước và từ đó đóng góp vào cái việc phát triển kinh tế xã hội của Liên Hợp Quốc. Và với tư cách là một trong 54 nước thành viên của Hội đồng Kinh tế Xã hội
thì trách nhiệm của chúng ta là cùng với các nước thành viên của Hội đồng Kinh tế Xã hội soạn thảo, hoạch định những chính sách liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế xã hội mà phục vụ cho cái mục tiêu mà vừa qua tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 70 đã thông qua, đó là chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030. Như vậy là Việt Nam được bầu làm thành viên của ECOSOC trong bối cảnh Việt Nam đang là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Vậy thì xin Phó Thủ tướng cho biết suy nghĩ về vai trò và vị thế của Việt Nam trong Liên Hợp Quốc hiện nay. Cộng đồng quốc tế đánh giá cao vị thế, vị trí của Việt Nam, đóng góp của Việt Nam và tiếng nói của Việt Nam, không những trong những vấn đề an ninh, duy trì hòa bình an ninh trên thế giới, đó là công việc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong vấn đề thúc đẩy, bảo vệ quyền con người, đó là Hội đồng Nhân quyền. Và bây giờ là với tư cách thành viên của Hội đồng Kinh tế Xã hội, tức là đóng góp vào những vấn đề phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thì có thể nói cái việc mà cộng đồng quốc tế luôn luôn bỏ phiếu cho Việt Nam với số phiếu cao thể hiện rằng là cộng đồng quốc tế tin tưởng rằng Việt Nam với tư cách là thành viên sẽ có trách nhiệm và đóng góp thực sự hiệu quả vào các cái công việc chung của ở trên thế giới. Phó Thủ tướng có thể thông tin thêm về những công việc mà chúng ta sẽ triển khai trong thời gian tới. Với tư cách là thành viên của Hội đồng Kinh tế Xã hội, thì chúng ta phải cùng với các nước để bàn, phải đưa ra những cái hoạch định, những cái chính sách để mà làm sao tất cả các nước thực hiện các cái mục tiêu phát triển bền vững. Và đối với chúng ta thì ngay từ khi sau khi đoàn Việt Nam do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu tham dự cái phiên đặc biệt kỷ niệm 70 năm cũng như là thực hiện cái mục tiêu thiên niên kỷ và thông qua cái chương trình nghị sự đến năm 2030 phát triển bền vững, thì các nước phải biến những cái mục tiêu đó vào các cái chiến lược và kế hoạch của từng quốc gia để thực hiện. Thì đó là cái trong thời gian sắp tới thì tất cả các nước, trong đó có Việt Nam, chúng ta phải thực hiện. Xin cảm ơn Phó Thủ tướng.